Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi còn được gọi là Diệu Đức Bồ Tát hoặc Diệu Kiết Tường Bồ Tát. Vì sao gọi là Diệu Đức? Bởi vì khi Ngài ra đời thì có 10 điềm lành xảy ra. 1. Ánh sáng đầy nhà. 2. Cam lồ đầy nhà. 3. Dưới đất vọt lên 7 thứ quý báu. 4. Chư thần mở các kho tàng ẩn giấu. 5. Gà sanh ra phượng hoàng. 6. Heo sanh ra rồng. 7. Ngựa sanh ra kỳ lân. 8. Trâu bò sanh ra bạch trạch giống như ngựa trắng, nhưng có móng guốc của con trâu hay bò. 9. Kho thóc biến thành vàng. Tất cả lúa thóc, ngũ cốc chứa trong kho đều biến thành vàng. 10. Voi sáu ngà xuất hiện. Voi xưa nay chỉ có 2 ngà, nhưng con voi này lại có đến 6 ngà. Do 10 hiện tượng kỳ diệu không thể nghĩ bàn này, nên Ngài có tên là Diệu Đức. Lại nữa, bởi vì đó cũng toàn là những điềm lành đem lại sự may mắn cát tường, cho nên Ngài còn có tên là Diệu Kiết Tường. Thật ra, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát không còn là Bồ Tát nữa. Thế thì Ngài là gì? Là một Đức Phật. Trong đời quá khứ, Ngài đã thành Phật, hiệu là Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Ngài đã thành Phật trong đời quá khứ. Thế thì, trong đời hiện tại này, Ngài đã thành Phật chưa? Hiện tại, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cũng đã thành Phật, danh hiệu là Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật, và quốc độ là Hoan Hỷ Thế Giới ở phương Bắc. Tuy đã thành Phật, Ngài vẫn quay thuyền từ bi trở lại cõi Ta Bà, ẩn lớn hiện nhỏ, thị hiện làm Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Theo Kinh Pháp Hoa Phẩm thứ nhất, thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là sư tổ của Đức Phật Thích Ca. Vì sao? Thuở trước, khi chưa xuất gia, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh có 8 người con trai, và cả 8 người này đều tu hành thành Phật. Người thành Phật sau rốt có danh hiệu là Phật Nhiên Đăng, và thầy của Đức Phật Nhiên Đăng này là Pháp Sư Diệu Quang. Pháp Sư Diệu Quang là ai? Chính là tiền thân của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Còn Đức Phật Thích Ca thì vốn là đệ tử của Đức Phật Nhiên Đăng và được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký làm Phật trong đời này. Do đó, nếu luận về thứ bậc thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuộc vai trên, là sư tổ của Phật Thích Ca. Thế nhưng, trong đời này thì Phật Thích Ca thị hiện thành Phật, còn Bồ Tát Văn Thù thì lại làm đệ tử của Ngài. Quý vị xem, cảnh giới của Bồ Tát quả thật là không có hình tướng, chẳng phân lớn nhỏ, chẳng hiềm cao thấp, hoàn toàn không có sự phân biệt. Thế nên, khi giảng kinh Kim Cang, tôi thường nhắc nhở quý vị rằng, Pháp vốn bình đẳng, chẳng có cao thấp. Hiện tại, trong giảng đường này, không chừng có thầy hoặc đệ tử của tôi trong đời quá khứ hiện có mặt ở đây, hoặc biết đâu trong số quý vị lại có người học Phật Pháp một cách chân thành, tinh tấn, thật sự có đạo hạnh, có đức độ, sớm khai ngộ thành Phật, và xứng đáng cho tôi tôn làm thầy cũng không chừng. Phật Pháp vốn vi diệu không thể nghĩ bàn, nếu quý vị hiểu rõ thì lìa tất cả tướng, tức được tất cả Pháp. Còn như không hiểu rõ thì chấp tướng thì sai lầm, vô vi rơi vào không. Tôi giảng kinh thì cứ nghĩ gì nói nấy, nhớ đâu giảng đó. Tôi giảng kinh đến trời cũng vỡ tan, đất cũng chấn động. Dù cho trời sụp đất lở tôi cũng mặc, bởi chẳng có cái gì thật sự hiện hữu cả. Tất cả các pháp đều không ta, không người, không chúng sanh, không thọ giả. Vậy thế nào gọi là Phật Pháp hưng thịnh? Thế nào gọi là Phật Pháp suy vi? Ở đâu có chánh pháp? Nơi nào có mạt pháp? Không có gì cả. Tất cả đều là giả tạm. Có người cằn nhằn: Này, thưa Thầy, Thầy càng giảng thì càng khiến cho chúng tôi thêm hồ đồ, rối trí mà thôi. Thì ý của tôi là muốn làm cho quý vị trở nên hồ đồ đấy mà. Nếu quý vị minh mẫn sáng suốt thì quý vị đã không ngồi đây để nghe tôi giải thích.
Nam mô A Di Đà Phật.